Hello mấy anh em nha. Hiện nay Tiến sẽ hướng dẫn mấy anh em phân biệt vỏ viên, vỏ dán, vỏ đắp như thế nào nha mọi người. Hiện nay là sáng sớm thì Tiến đang ghé tiệm quý giá vỏ nha mọi người, ở ngã ba Nhân Trạch. Thì sẵn tiện Tiến thăm nhớt luôn nha mấy anh em. Này 6 giờ sáng thì trời nó cũng khá là tối nha mọi người. Sẵn làm clip quay chia sẻ cho mấy anh em xem luôn. Thì cái clip phân biệt vỏ thì lúc trước Tiến có quay rồi, nhưng mà bị Tiến bị xóa clip nha mọi người. Bên Hi Sung, khách hàng Hi Sung không cho phép quay trong nhà máy, nên bây giờ Tiến sẽ làm clip lại. Tiến sẽ lật cabo thăm nhớt trước. Sáng sớm thì mấy anh em quay thăm nhớt nha mọi người, thăm nước nữa. Nghiên cứu mở cái que mở được rồi anh ta, biết mở không? Mấy anh em xem anh Tấn anh nghiên cứu mở que nha mấy anh em. Mở que xong thì Tiến sẽ thăm nhớt, chỉ cho mấy anh em cách thăm nhớt luôn. Đây là những cái chiếc xe ben nhãn hiệu sắc măng nha mấy anh em, bốn giò mấy anh em thấy nó rất là tải trọng, rất là vip nha mọi người. Nó ngắn đòi là 4 giò, còn xe công nó dài vậy nè, nhưng mà xe công nó không gọi là bằng giò, nhưng mà cái mọt thì nó kêu bằng trục hoặc là dí thôi, chứ không có kêu bằng giò. Thì cái que này mình xịt thường xuyên ha mấy anh em. Giá vỏ thì mấy anh em qua đằng giá vỏ thì mấy anh em tiện xịt sơ ra cái cho nó sạch. Anh Tấn bỏ chổng kêu mấy ảnh xịt giùm, anh để khúc chổng kia nói ảnh xíu xịt men que là mấy ảnh xịt. Đây là tiếng chỉ cho mấy anh em cách phân biệt vỏ zin. Vỏ zin là một cái vỏ nó liền khói nha mấy anh em, từ phần thịt hai bên hông nó làm liền hết luôn, nó không có một cái vết nào gọi là dán hay là đắp hay là nó dán keo nha mấy anh em. Nó không có một cái lớp mà nấu để mà ép nó dính lại, nó một cái khung chắc chắn đó. Anh em thấy không, anh em nhìn vỏ zin là thấy đó, nó liền từ trên xuống dưới, anh em thấy không? Những cái vằn của nó nè, những cái đường chỉ của nó nè, nó liền mạch với nhau. Rồi vỏ zin thì vỏ zin nó sẽ của nhà sản xuất tùy theo mỗi hãng nha ha, nó sẽ tốt loại tốt, loại xấu, loại dở tùy theo thị trường mấy anh em. Hồi mấy cái dòng Maxxis hay là mấy dòng Casumina rồi, cái dòng rất là tốt nha mọi người. Nói chung trên thế giới này có rất là nhiều hãng sản xuất lớp ô tô, và mấy anh em chạy xe đầu kéo thì là cái xe của mình nè chạy vỏ zin nha mấy anh em. Đa số những chủ xe sử dụng vỏ zin để nó bền hơn, và đặc biệt cái chú trọng cặp bánh lái nha mọi người. Vỏ bánh lái lúc nào cũng mình lúc nào cũng phải gai cao, hơi căng để tránh trường hợp nổ lái nha mọi người. Cặp bánh lái rất là quan trọng. Tiến sẽ đi kiếm cái vỏ dán quay cho mấy anh em xem. Đây, lên xuống Tiến quay mọt luôn. Đây nè, ví dụ như cái này là cái vỏ không ruột, nhưng mà Tiến đã hai cái vỏ dán rồi. Mấy anh em thấy không? Đây nè, đã được quyên phần thịt này nè, phần thịt của cái vỏ quyên một chồng này nè, dán là có nghĩa cái ruột, cái cốt này nè, cái khung vỏ này nè, người ta bào ra, đã sử dụng qua rồi, đã bào ra rồi, người ta sẽ cho nó mòn đi, người ta sẽ dán phần thịt vào. Anh biết vỏ gì, vỏ này vỏ zin hay vỏ dán không anh Tấn? Anh nhìn mình nhìn đây nè, vỏ zin khác mà vỏ dán khác. Cái này là vỏ dán vỏ đắp anh? Không, đắp thì nó đắp tới đây luôn. Đắp là nó đắp nguyên về, nó đắp tới giữa giữa đây luôn. Còn dán là nó chỉ tới đây thôi. Đúng rồi, dán ở đây hả? Còn ở đây là cái
Rin đúng rồi, gỗ Rin. Trong dàn xe của mình thì chỉ có cái này là do hai bới nó bị nổ một cái. Hai cái vỏ cũ vô mà hai ngay cái vỏ dán nha mọi người. Rồi với dí một thì cũng đi vỏ dán rồi mấy anh em. Dán ga. Mình thấy nó chạy nó sần sùi nè, nó chóc nữa nha. Cái này tối tiếng chạy nổ rồi, nó cũng dán nổ nó móc nguyên lớp luôn. Đây nè, dán nè. Thì cái vỏ này nó rẻ tiền nhưng mà nó hay bị nổ sản. Nó hay bị nổ bên hông nè, đang chạy hết thì nó hông thì nó tại vì cái khung này nó người ta xài nhiều quá là người ta sẽ hay bị nổ hông. Hay là thậm chí mấy anh em mà chạy mà hàng nặng hay là nó tự chóc mấy cái lớp thịt ra hết luôn. Tiến đang kiếm một cái vỏ đắp quay cho anh em xem mà. À, biết bãi này có không? Không có à. Thì hầm nhớt anh Tấn. Hầm nhớt. Đây nha mọi người. Đây nè, đây vỏ đắp nè. Vỏ đắp thì sẽ đắp nhiều hơn. Ta đắp tới cái khúc giữa luôn nha mấy anh em. Rồi vỏ đắp. Đây vỏ zin nè. Liền mạch vỏ zin. Hiệu Kasumina. Ồ mấy anh em thấy vỏ zin nè. Vỏ zin người ta chạy rất là mòn nha mọi người. Chạy mòn cỡ này là không nổ luôn. Rất là bền. Đó, mấy anh em thấy không? Rất là bền. Đó, chầm nhớt, hầm nhớt nha mọi người. Thì buổi sáng mình hầm nhớt nó sẽ chính xác hơn nha mọi người. Sau một mình chạy sáng đầu nguội máy nó lóng nhớt lại. Sẽ ghim sát luôn nha mọi người. Ghim sát cho mình rút qua lại. Nó tới đây nha mọi người. À nó lâu rồi nè. Ok. Nó sẽ dao động từ khúc vạch này nha mọi người. Ở đây là hụt rồi nè. Từ dao động từ cái khoảng sọc sọc đầy đủ nè. Mà lên tới đây là đầy nè, full thì là dư nhất. Nói chung mình đừng để cho hụt khúc này. Nó tầm cái khoảng sọc sọc đây vừa, còn lên tới đây là dư nhiều. Đơn giản thôi nha mọi người. Thỉnh thoảng mình kiểm tra sơ coi mình biết cái tình trạng xe mình chạy có bị hao nhớt hay không. Thường hao nhớt là do nếu mà hao nhiều hay là do ra khói đen nhiều hay là xe bị đổ hơi nha mọi người. Đổ hơi nhiều thì nó sẽ hao nhớt nhiều và những cái xe mà đổ hơi đó là nó cũng sắp bị làm máy nha mấy anh em. Chạy không có lực hay đổ hơi nhiều là nó hao nhớt lắm. Anh Tấn sẽ gắn dây hơi nha mọi người. Gắn dây điện một và quay dây một. Trong quá trình chờ mấy anh thợ bắn vỏ vô thì tranh thủ gắn dây hơi vào vừa đi cho lên đi. Em chạy mấy hàng xá đi leo. Thường những cái mọt đa số lốc kê nằm bên tài nha mấy anh em. Lâu lâu có mấy mọt Trung Quốc đồ thì cũng có những cái mọt mà nó, cái dây hơi nó mình bên lơ. Ở đó lốc kê à. Thank you.
không ngược rồi, ngược rồi. Anh phải dây vô từ đầu này chứ, nên anh bỏ cái này vô, tại này nó không có cái sóng chặn hay không. À, đúng rồi, anh bỏ vậy. Tại cái này nè, về nè, gặt lên nó mới vô được. Còn dưới đây nó có cái này nè, đâu hiểu không? Còn bên kia cũng y chang vậy luôn. Chỉnh cho ngay nè, lắc ngay nè. Rồi, ok. Hả? À, trời không sao đâu, xíu mình xả tắng anh hơi khó khăn rồi, các bạn gắn đây cùi nha mấy em. Hiểu không anh Tắng? Dễ mà, dù anh đây thấy đây cái ngàm đó mà nó chặn đây rồi. Thì đương nhiên mình phải xây từ ngoài kia xây vô chứ. Ờ mình để đây nè. Mình để đây nè. Mình nào quật vô thì nó mới vô vậy chứ. Anh hiểu không? Đơn giản mà. Mà nếu mà anh khó quá anh dặn ra theo hướng ở trên cho dễ làm, anh dặn ra lỏng miếng. Đó, anh về nó về nằm anh về anh mới dễ hiểu nè. Anh từ đây anh đưa qua. Nó dễ hơn. Ừ, đó, dễ hơn rồi mình siết chặn xuống xíu. Nhưng mà mình ấy thì cái dây mình hơi sắn tí thôi, không sao. Đó, về rồi. Rồi quay chân một. Đơn giản à. Giờ thì quay chân một rồi nữa là chờ gắn bộ e nha mọi người. Nổ máy, mình nổ máy gắn được nhưng mà mình không bộ e nó sẽ tiếng máy nổ khác nha mọi người. Nó hút gió vô. Thì sẽ nổ máy động cơ cho mấy em xem. Máy cho mấy em cảm nhận nha mọi người. Em nghe nó hù vậy, nghe gió nó hù vô máy không, nó hút rất là dữ dằn, thậm chí hút những bụi bẩn này nha ha, nên này mình phải chạy xem có bue gắn vô mình mới nổ máy được. Chưa tiếng gắn bue vô thì cái động cơ sẽ khác liền. Anh thợ xịt bue rất là kỹ nha, rất là mày nèm thấy không, rất là bụi que mình còn để còn ụp lại trong máy, cái bô nó còn lại nó còn vậy, còn mình để quậy trống rồi nó hút còn dơ dữ nha mùa. Bô e là cái công cụ nó hút gió, nhưng mà nó hút gió vô nó đưa vô cái chụp bô à, mình ham cái ống à, nó đi lòn rồi nó đi tuần hoàn. Đó là công dụng của bue. Còn cái hút quầy này là kết nước nha mấy anh em. Kết nước nè, cái miếng dày bự bự nè, kết nước nè. Còn ở quầy đây kết nóng máy lạnh. Anh Tắng đang đi kiểm một chào dòng xe. Mình thấy không? Cặp này vô dáng nha mấy anh em, tiếng nhầm nha, cái cặp của cái tiếng là hai cái vô dáng hết luôn. Còn đây vô zin rồi, anh em cũng biết phân biệt rõ rồi đúng không mấy anh em. Giờ anh Tắng anh ghi một vòng kiểm tra và anh Tắng sẽ gắn cái bộ nghe vô cho mấy anh em xem. Thì nãy anh Tắng anh mở ra hơi khó khăn, thì bây giờ tiếng sẽ để cho anh Tắng gắn thử như thế nào, rồi dễ không thì anh mở ra được thì chắc chắn thì anh sẽ gắn vô được nha mấy anh em. Lúc quá trình mình mở ra mình để ý sao á, mình mở giờ mình gắn y chang lại nhưng mà nó ngược hơn tí thôi. Thì công quan nha mọi người, công thần chủng rồi, công quan. Sáng giờ 6 giờ mà đêm qua Tiến với anh Tắng chạy hai tour nha mà anh Tắng thì hôm qua anh bị cảm nha mà xíu về ghé mua hút cho anh nữa.
khoảng hơn 300 người, thì do chắc chưa quen công việc nha mấy anh em. Đi với tiếng một tuần mà chắc sốc nhiệt hay sao á, chứ vào ảnh hơi đừ, chứ cảm thấy được anh em ảnh xuống sức khỏe nha mấy anh em. Thì mấy anh em cũng biết thì cần trang bị cái nghề này phải có sức khỏe là tốt. Hiện tấn này cũng hút thuốc cũng hơi nhiều nha mọi người, không nhiều dùng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Rồi gắn que vô anh Tấn rồi, tí sẽ quay anh Tấn gắn que. Tiến là chuyên chạy đêm, thì có cơ hội quay ban ngày Tiến sẽ quay ban ngày cho mấy anh em xem. Đẩy nó sát vô được, nó sát vô được, không có cần xoay đâu. Anh ăn ở dính vô được. Ok, rất đơn giản nha mọi người. Ok, rồi. Tiến sẽ lên đường nha ha, ghé tiệm thuốc tây mua thuốc cho anh Tấn. Lượng xe rất là đông nha mấy anh em. Anh Tấn này anh sẽ qua mua liều thuốc uống nha. Tối anh Tấn cũng bị mắc đôi dép luôn nha mấy anh em. Tối để hoài ngay bật lan can á, chạy gió hỏi rớt. Tối mới sắm cho anh Tấn đôi dép tổ ong mang gió bền nha mọi người. Mua cho anh Tấn đôi màu trắng, Tiến thì mang màu xanh. Quên, Tiến nói Tiến cũng quên, nếu mà để đây rớt nha mọi người. Tiến không kiểm tra chắc về chạy vô về bãi không có dép mang về. Tiến cái clip này Tiến chia sẻ đơn giản hay gì mày ha. Bây giờ Tiến sẽ tranh thủ vào Tiến cắt mọc ở nhà máy và Tiến về Tiến nghỉ ngơi nha mấy anh em. Thì mong anh em ủng hộ kênh cho Tiến mau phát triển nha mọi người. Chúc mấy anh em học nhiều sức khỏe, Tiến sẽ cố gắng chia sẻ những clip ý nghĩa học nhiều cho mấy anh em. Thì cố gắng thì dợp cho anh Tấn ra nghề trong năm nay nha ha. Thì anh Tấn là người cuối cùng trong năm nay đến giờ. Bây giờ cũng tháng 11 nha ha. Tiến sẽ cố gắng dợp cho anh Tấn ra này và Tiến sẽ không nhận lời nha ha. Cái này không biết thì nhận lời rất áp lực. Thứ nhất là xe, chủ xe này nọ rồi phải giao cho lời chạy trên đường rồi. Nói chung khá áp lực nha. Mong anh em không cãi nha. Có rất nhiều anh em xin đi lời. Tiến có một xe một hay một tài. Tiến quay vlog kiểu dạng mà chia sẻ kinh nghiệm cho mấy anh em, mà tạo điều kiện cho mấy anh em theo tập. Chứ Tiến không có mà kiểu mà quay kiểu mà YouTube quay kiểu cơm gạo như mấy anh em kênh khác. Thì mong mấy anh em hiểu về mục đích của kênh của Tiến nha mấy anh em. Một lần nữa Tiến chân thành cảm ơn đã đăng ký kênh và chia sẻ cho Tiến nha mọi người. Tiến thật lòng chúc mấy anh em thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình mọi người. Chào tạm biệt mấy anh em.